Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay, Chủ nhật, ngày 21 tháng 3. Khánh thành khu công nghiệp cầu Cảng Phước Đông, huyện Cần Đước, sự kiện diễn ra sáng nay với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đầu tư kè chống sạt lở đang là vấn đề cấp bách khi tình trạng sạt lở diễn ra âm ỉ, đe dọa cuộc sống người dân Bến Lức. Trong phần tin thế giới, Indonesia quốc gia có nhiều thành phố ô nhiễm nhất khu vực. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành khu công nghiệp cầu Cảng Phước Đông, huyện Cần Đước. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Về phía tỉnh Long An, có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Khu công nghiệp cầu Cảng Phước Đông, huyện Cần Đước có tổng diện tích hơn 128 hectare, gồm hơn 92 hectare đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và kho bãi, dự kiến có hai cầu cảng nước sâu tải trọng lên đến 20.000 DVKT, nằm ở vị trí giao thông thuận lợi cả về đường bộ đường thủy. Từ khu công nghiệp, nhà đầu tư có thể dễ dàng vận chuyển hàng hóa đến các cảng lân cận như Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, cảng Cái Mép, Thị Chải, Bà Rịa Vũng Tàu và là cầu nối trung chuyển tới các tỉnh An Giang, Tiền Giang. Với những lợi thế nổi bật, khu công nghiệp cầu Cảng Phước Đông được đánh giá là thỏi nam châm thu hút nhà đầu tư thứ cấp trong tương lai gần. Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đánh giá cao thành quả cũng như sự nỗ lực của Long An trong phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu toàn diện của đất nước trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế, duy trì đà tăng trưởng, có sự đóng góp quan trọng của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Long An. Khu công nghiệp Cảng Phước Đông của chúng ta đã được khánh thành và các nhà đầu tư được giao trao nhiều giấy chứng nhận. Đây chính là thêm một động lực phát triển mới cho tỉnh Long An. Nhân đây tôi cũng muốn nói với quý vị là vai trò của doanh nghiệp rất quan trọng trên nền kinh tế. Đó là giải quyết việc làm, đó là tăng trưởng kinh tế. Và tôi xin nhấn mạnh lần nữa rằng chỉ có phát triển các khu công nghiệp, tập trung xử lý tốt môi trường thì có thể phát triển được công nghiệp, chuyển dịch được cơ cấu và kể cả cơ cấu sản xuất và cơ cấu lao động ở một tỉnh có nhiều lao động như tỉnh Long An của chúng ta. Khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển kinh tế quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Long An tiếp tục đồng hành, quan tâm giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp hoạt động và không ngừng cải thiện môi trường đầu tư. Tỉnh cũng cần chú trọng phát huy tiềm năng hiện có, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, tập trung vào các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, logistics, từng bước nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng khó khăn. Chúc mừng tỉnh Long An, chúc mừng khu công nghiệp Cảng Phước Đông và các nhà đầu tư được trao giấy phép hôm nay. Chúc các nhà doanh nghiệp đã và đang sẽ đầu tư từ tỉnh Long An sẽ thành công và phát triển mạnh mẽ. Long An sẽ bước phát triển mới để tỉnh có sức bật mới, tiến bước. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được khẳng định, với phương châm xuyên suốt, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh, Long An luôn trân trọng, sẵn sàng chào đón, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp an tâm đầu tư tại Long An. Với những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, Long An đã có sự phát triển bứt phá vươn lên mạnh mẽ, đã trở thành một trong những địa phương năng động, tích cực trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Minh chứng rõ nét cho những nỗ lực, quyết tâm và thành tựu đã đạt được đó là sự kiện hết sức ý nghĩa hôm nay, đó là khánh thành khu công nghiệp cầu Cảng Phước Đông. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh và chỉ đạo những định hướng lớn mang tính chiến lược để đảng bộ, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Long An quyết tâm phấn đấu thực hiện trong thời gian tới. Xin thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng ghi nhận, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sẽ lãnh đạo đưa vào kế hoạch
chương trình hành động của tỉnh, tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong khuôn khổ lễ khánh thành, nghi thức ký kết hợp đồng giữa công ty cổ phần IMC và nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp cầu cảng Phước Đồng cũng đã được tổ chức. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út và Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cũng trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án, trong đó có hai dự án lớn là Vina Capital GS Energy, nhà máy điện LNG Long An 1 và 2 và tập đoàn Alibaba, công ty trách nhiệm hữu hạn Quansmart Logistics Long An Việt Nam. Dịp này, đại diện Vina Capital và công ty cổ phần đầu tư IMC trao tượng trưng số tiền tài trợ hệ thống nước sạch ở Vĩnh Hưng, quỹ học bổng vừa A9 cho hội khuyến học tỉnh và trang thiết bị trường học cho huyện Cần Đước, tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm cảng quốc tế Long An và dự án nhà máy điện LNG Long An. Cảng quốc tế Long An tọa lạc trên địa bàn huyện Cần Giuộc, trên luồng sông Xoài Rạp, có vị trí tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, là cửa ngõ nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cách cửa biển Đông 20 km đường sông và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km theo quốc lộ 50. Dán do Đồng Tâm Trúc làm chủ đầu tư với tổng diện tích 147 hectare, chia thành 3 giai đoạn, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của dự án sẽ xây dựng cầu cảng số 6 và số 7, đón được tàu có trọng tải lên đến 70.000 DVKT. Nhân chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trồng cây lưu niệm tại khuôn viên cảng quốc tế Long An. Toàn tỉnh sẽ thành lập mới 40 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 33 hợp tác xã trong vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt 85%. Thưa quý vị, đó là mục tiêu mà tỉnh Long An sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh sẽ rà soát lại các cơ chế chính sách về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, đất đai, thuế, tín dụng để tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển bền vững, hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu, xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mở rộng thị trường. Ngoài ra, tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, việc thay đổi sắp xếp lại bộ máy tổ chức đại nhân sự là những vấn đề mà các hợp tác xã cần thực hiện trong thời gian tới. Tính đến 31 tháng 12, 2020, toàn tỉnh có 200 hợp tác xã, tuy nhiên trong đó có 35 hợp tác xã ngừng hoạt động hoặc giải thể. Thưa quý vị, những ngày này, nông dân vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh đang thu hoạch lúa đông xuân 2020-2021, gieo xạ sớm. Năm nay, năng suất và giá lúa cao hơn năm trước nên bà con nông dân rất phấn khởi. So cùng kỳ vụ đông xuân 2019-2020, thì vụ lúa đông xuân năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất lúa tăng cao hơn so cùng kỳ trên 8 tấn 1 hectare. Giá bán lúa tươi tại ruộng 7.000 đồng một ký. Giá này cao hơn từ 1.500 đến 2.000 đồng một ký so với vụ đông xuân 2019-2020. Thì cái giá lúa này thì nếu mà giữ vững như này thì nông dân mặn thì lúa trúng nữa thì có lời chút đỉnh là hơn cao năm rồi. Thì như vậy thì cũng mong muốn là cái giá nó nằm như vậy cho nông dân nó phấn khởi. Bị năm rồi mình mần cái 24 là nó khoảng chừng 7 tấn, 7 tấn rưỡi, mà năm nay mình đổi qua cái 25 là nó khoảng là 8 tấn, có người là 8 tấn rưỡi, rồi 8 tấn 2 cũng có, rồi tùy theo cái người do cái kỹ thuật của người mần. Trong khi đó, không khí thu mua lúa cũng nhộn nhịp không kém. Các thương lái cũng kịp tranh thủ ngay khi vừa thu hoạch xong. Thời tiết thuận lợi nên việc thu hoạch của người dân cũng dễ dàng hơn, tuy nhiên cũng còn một vài thương lái e dè vì giá lúa hiện đang rất cao. Sản lượng năm nay tụi chị mua chưa có được nhiều dữ, từ giá cao quá thành ra bên đây làm hàng chợ thành ra chưa có mua nhiều dữ. Dạ, mới mua cầm chừng thôi. So thị trường thì nó cao trên lệch ngàn ngàn mấy ký lúa. Nhưng mỗi năm của đông xuân theo cái giá thị trường thôi thì nó có sụt lại thì mình mua, còn cao quá thì mình cũng không dám mua nhiều. Mỗi thương lái mua ví dụ mà 60-70, 70-80 mẫu trở lại à. Chứ không mua nhiều. Mua nhiều sợ cái giá thị trường á cao quá thì nó phải tụt lại rồi. Nó đâu có nằm giá thị trường gần như cũ rồi dám mua nhiều. Đến nay, vụ đông xuân 2020-2021, toàn tỉnh đã gieo xạ trên 225.800 ha lúa, đạt 102% kế hoạch, thu hoạch được khoảng 128.700 ha, năng suất ước đạt 6,5 tấn 1 ha, sản lượng đạt trên 879.000 tấn. Có thể nói, đây là vụ lúa mang lại lợi nhuận cao nhất cho người trồng lúa từ trước đến nay trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá.
Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Thạnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị giai đoạn 2016-2020 và tổng kết hoạt động lực lượng 47 trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội năm 2020. Báo cáo tại hội nghị cho biết trong năm qua, thông qua việc quán triệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp và hoạt động của lực lượng 47 đã góp phần cho cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm của lực lượng vũ trang, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận cho hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời hiểu rõ kịp thời phát hiện đấu tranh phản bác những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đoàn Văn Bảy, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thạnh cần tập trung kịp thời phát hiện các trang web, blog, diễn đàn đăng tải những nội dung xấu trên không gian mạng, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó đấu tranh phản bác làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Để kịp thời động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Chính Hưng, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên các cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Chính Hưng đã tiếp nhận 470 người, đã hoàn thành thời gian cách ly 427 người. Hiện trung tâm đang quản lý 43 người, trong đó có 28 người Trung Quốc. Đây là những người nhập cảnh trái phép và những người thuộc diện cách ly tập trung theo quy định. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc đã tặng quà và 5.000 khẩu trang cho cán bộ chiến sĩ ở cơ sở cách ly tập trung huyện Chính Hưng. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng nghiêm trọng, gia tăng về số vụ và diện tích bị ảnh hưởng. Trong đó, tại thị trấn Bến Lức và xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tình trạng này vẫn diễn ra âm ỉ, đe dọa cuộc sống người dân từ nhiều năm nay. Cho vậy, việc đầu tư kè chống sạt lở ở khu vực này đang là vấn đề bức thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Địa điểm này từng là nơi trú ngụ của gần chục nhân khẩu trong gia đình ông Phạm Hữu Dư, khu phố 5, thị trấn Bến Lức. Nhưng do sạt lở kéo dài nhiều năm, căn nhà cũ nay chỉ còn sót lại đống gạch đá. Thậm chí, từ hơn 400 mét vuông nhà và đất ban đầu, sau thời gian sụp lún, ông chưa bị mất gần một nửa diện tích đất. Ở cạnh ông, nhà bà Võ Thị Kim Ngọc cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thì thấy ông ở dưới nước ngập lo trôi quá, cho nên đắp đang ở nó đỡ, chứ nước tháng nào nó cũng mênh mông hết trơn. Giờ mong muốn chính quyền địa phương, nhà nước cùng cho đắp hỗ trợ, làm được thì cũng tốt thôi. Làm được cái bờ kè thì dân hai bên đây nó sống cũng thoải mái, cũng đỡ sợ sạt lở. Cũng cảm ơn nhà nước rồi cũng lo cho dân. Hồi đó nhà mình tuốt ở ngoài lận chứ không phải là ở đây đâu. Giật mình không biết độ bao nhiêu mà từ khoảng này nó ra ngoài cũng cả chục mét hơn. Hồi đó nằm ở chính giữa sông. Sợ nó lấn sâu xuống, giờ nhà nước có hỗ trợ thì cắt bờ kè thì nó cũng tốt cho dân thôi chứ có gì cho đỡ sạt lở. Tại khu vực ven sông Dàm Cỏ, nhánh An Thạnh, gia đình ông Dư, bà Ngọc là hai trong số 50 hộ dân với khoảng 450 nhân khẩu đang bị sạt lở đe dọa. Người dân đa số làm thuê hoặc làm nghề tự do, đời sống bấp bênh nên mong mỏi được hỗ trợ xây dựng bờ kè để giữ đất, đồng thời thuận lợi trong đi lại, mua bán để ổn định cuộc sống. Từ xưa nay là nó sạt lở rất là lâu, coi như càng ngày coi như nó càng sạt lở. Là lý do là bên đây là bị bên lở, còn bên kia bên bồi, cho nên là đời sống của nhân dân là thật sự là hết sức là khó khăn. Một số hộ là coi như là mất hết 2/3 đó, nhưng người ta cũng cố gắng, người ta đó là cũng là duy trì ở đây ở để là cho cuộc sống người ta đảm bảo. Thì nói chung là mong muốn của người dân ở đây thì cũng là rất là lâu rồi, cũng nhiều năm rồi, cũng mong muốn là đứng về góc độ ở nhà nước cùng nhân dân để là thực hiện là làm cái thế nào để cho có cái bờ kè hay gì đó để là nó giữ lại cái diện tích đất và đồng thời là nó tạo cái vẻ mỹ quan và cái việc đi lại cho bà con là nó dễ dàng. Hiện nay do biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng xâm nhập mặn và sạt lở kết hợp với dòng chảy và thủy triều nên cuộc sống người dân bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là đoạn qua thị trấn Bến Lức và xã Thanh Phú. Trước cái tình hình đó thì để đảm bảo cho cuộc sống người dân và
cái ổn định lâu dài á, thì mong mỏi của huyện thì cũng đề xuất tỉnh và trung ương cũng hỗ trợ nguồn kinh phí để chúng ta kè đài cũng như là chúng ta cải tạo để làm sao mà chống sạt lở. Trước mắt là chống sạt lở sẽ ảnh hưởng đến thị trấn Bến Lức, người dân đã sinh sống lâu năm, cho nên là cái này là mong mỏi của huyện và cũng kiến nghị hỗ trợ sớm về kinh phí cũng như là các cái kỹ thuật để chúng ta xây dựng sớm cái bờ kè để người dân ổn định cuộc sống và địa phương cũng trong nó ảnh hưởng cũng lớn tới cái việc phát triển kinh tế xã hội là ổn định người sống người dân ở thị trấn Bến Lức. Đó là mong mỏi của huyện và rất mong tỉnh và trung ương sẽ hỗ trợ để huyện sớm triển khai dự án này. Toàn tuyến kè có tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng, chiều dài dự kiến khoảng 2,1 km từ cầu Bến Lức sông Chầm Cỏ Đông đến cầu An Thạnh mới sông Bến Lức với khoảng 120 hộ và các tổ chức liên quan. Kinh phí giải phóng mặt bằng ước tính khoảng 128 tỷ đồng. Khi triển khai dự án, huyện sẽ bố trí vị trí phù hợp cho một số hộ thuộc diện tái định cư và cải tạo nhà cho các hộ bị ảnh hưởng một phần để sớm ổn định cuộc sống. Những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay: kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới thay vì tháng 6 như các năm trước. Trong phần tin thế giới, Indonesia có nhiều thành phố ô nhiễm nhất khu vực. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 tới thay vì tháng 6 như các năm trước. Cụ thể, thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ tập trung làm thủ tục dự thi vào ngày 6 tháng 7. Các ngày thi chính thức sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7. Thí sinh thi dự phòng ngày 9 tháng 7. Thứ tự thi các môn chữ nguyên như năm trước, tức môn ngữ văn vào sáng 7 tháng 7, môn toán vào chiều cùng ngày. Thí sinh chọn một trong hai bài thi khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân thi vào sáng 8 tháng 7, buổi chiều các em thi ngoại ngữ, môn thi cuối cùng. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay kéo dài 4 ngày, vì thế nhu cầu du lịch của người dân tăng đáng kể. Một số khu vực du lịch, dịch vụ hiện được đặt kín chỗ dù cả tháng nữa mới tới dịp nghỉ lễ. Các nhà quản lý và chuyên gia du lịch khuyến cáo cần lên các kịch bản đối phó, nguy cơ cháy dịch vụ và mất an toàn phòng chống COVID-19. Hội đồng tư vấn du lịch đã có cuộc khảo sát tâm lý du khách và cho thấy khoảng 30% khách được hỏi sẵn sàng lên đường tại thời điểm này. Hơn một nửa trong số những người được khảo sát cho biết sẵn sàng du lịch hè. Hơn 70% người được khảo sát sẵn sàng đi bằng máy bay. Các khu và điểm du lịch ở phạm vi 300 km trở lại được khách lựa chọn nhiều hơn. Không chỉ lo ứng phó nguy cơ dịch bệnh, các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch và kinh doanh dịch vụ còn phải đối mặt rủi ro hoàn quỹ dịch vụ và phúc chót. Thời gian qua, tình hình xuất nhập cảnh trái phép ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn có hơn 137 km đường biên giới như tỉnh Long An. Để đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đơn vị công an, quân đội, biên phòng tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả, đẩy mạnh ngăn chặn từ biên giới. Do đặc thù địa lý có nhiều đường mòn, lối mở, có nơi chỉ ngăn bởi con sông, con kênh, do đó tình trạng vượt biên trái phép qua lại biên giới giữa Việt Nam, Campuchia diễn ra thường xuyên. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 30 vụ với gần 120 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép dọc theo tuyến biên giới ở các huyện, thị xã trong tỉnh. Để tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, thời gian tới, ngành công an, quân sự và biên phòng sẽ tập trung triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh, góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.